108 lời dạy khắc cốt ghi tâm của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử và Tào Tháo giúp bạn thay đổi vận mệnh. Con người sinh ra, già đi rồi chết đi. Cát bụi trở về với cát bụi. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Trong cuộc sống vốn có những bước thăng trầm, có những lúc thành công, có những khi thất bại. Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng những đúc kết kinh nghiệm sống của cổ nhân sẽ mãi là bài học cho tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa. Trong video ngày hôm nay, Kim Ngân xin gửi đến bạn 108 lời dạy của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử và Tào Tháo giúp bạn thay đổi vận mệnh đời người. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Lời dạy của Đức Khổng Tử, giá trị cốt lõi về đạo đức. Đừng mong sự nghiệp của bạn sẽ dễ dàng suôn sẻ. Nếu không gặp trở ngại, chí nguyện ắt không thể kiên cường. Làm việc đừng mong dễ dàng, bởi khi thành công quá dễ thì bản thân ắt trở nên kiêu ngạo. Bậc quân tử không đề bạt kẻ chỉ nói lời hay, càng không được bỏ lời kẻ xấu nói phải ngoài tai. Việc bạn đi chậm thế nào không quan trọng, miễn là bạn không bao giờ dừng lại. Không quan trọng bạn cố gắng bao nhiêu, miễn là bạn không bao giờ bỏ cuộc. Người có trí tuệ ắt lên tiếng sau khi hành động, và tiếp đó họ sẽ hành động theo lời nói của mình. Khi nghĩ đến thân thể mình, đừng mong cầu vô bệnh, vì không có bệnh tật sẽ dễ dàng sinh khởi dục vọng. Đừng mong đợi người khác làm theo ý mình hết thảy, vì nếu được người khác thuận theo, ắt sinh tự, sinh kiêu. Không nhìn điều sai trái, không nghe điều sằng bậy, không nói điều sai sự thật, không làm điều càn quấy. Bằng ba phương pháp, chúng ta có thể sống khôn ngoan hơn. Thứ nhất, bằng sự quán chiếu, đó là cao quý. Thứ hai, bằng cách noi theo, đó là cách dễ nhất. Thứ ba, bằng kinh nghiệm, đó là cách đắng cay nhất. Có ba loại bạn hữu ích và ba loại bạn bè có hại. Những người bạn tốt bao gồm những người chân thành, trung thực và hiểu biết. Những người giả vờ, những người su nịnh và những người xảo quyệt đều là những người bạn nguy hiểm. Hãy chọn một công việc mà bạn yêu thích, vì làm việc mình yêu thích sẽ khiến bạn không một ngày nào phải làm việc nữa. Điều mà bậc quân tử suy tính và lo nghĩ chính là đức hạnh. Điều mà kẻ tiểu nhân đăm chiêu suy nghĩ chính là bổng lộc lợi ích. Người có địa vị cao đang tu sửa chính mình, những người thấp kém mong cầu tu sửa người khác. Chúng ta phải học cách cảm nhận đau khổ, nhưng không để bản thân bị nó lấn át. Người khôn ngoan sẽ truy vấn nguyên nhân lỗi lầm ở bản thân, kẻ dại khờ sẽ đổ lỗi nguyên nhân ở người khác. Bậc quân tử giúp người, giúp đời, không một lời so đo tính toán. Kẻ tiểu nhân so đo tính toán mà không giúp đời, giúp người. Bậc quân tử hòa mình chứ không khác kết cấu. Kẻ tiểu nhân kết cấu mà không chịu hòa mình. Khi thấy rõ rằng mục tiêu là không thể đạt được, hãy điều chỉnh không phải mục tiêu mà là các bước hành động. Đá quý không thể được đánh bóng nếu không có ma sát, cũng như con người không thể hoàn thiện nếu không luyện tập. Bản chất của kiến thức là học hỏi và áp dụng. Nếu không, ta đang thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình. Mỗi khi ta nổi giận, hãy nghĩ đến hậu quả mà nó có thể gây ra. Chim trước lúc chết thường cất lời bi đát, người trước lúc chết thường cất lời thiện lương. Đừng ra vẻ anh hùng khi ngồi vào bàn tiệc, vì rượu đã khiến bao người gục ngã. Đối với người khác, đừng mong thuận họ có thể chiều theo ý mình, vì nếu được thuận chiều theo đúng ý của mình, thì tất sẽ sinh vẻ tự kiêu.
đừng lo mình không có địa vị, chỉ lo mình không đủ tài đức để có được địa vị mà thôi. Khi bạn nhìn thấy một người tốt, hãy nghĩ đến việc nỗ lực để trở nên giống như họ. Khi bạn thấy ai đó không tốt, hãy suy ngẫm lại yếu điểm của mình. Người không biết nhìn xa trông rộng, tất sẽ gặp phải ưu phiền trước mắt. Nếu ta ghét ai đó, có nghĩa là ta đang thất bại trước người đó. Người thiếu chữ tín sẽ chẳng thể làm nên việc gì cả. Có tri thức, không nghi ngờ, có lòng nhân ái, không lo âu, có dũng khí, không sợ hãi. Những gì người có địa vị cao thường tìm kiếm là ở bản thân mình. Những gì người có địa vị thấp kém thường tìm kiếm là ở những người khác. Lời dạy để đời của Lão Tử, chân lý sống muôn đời. Bụi bặm chẳng thể vấy bẩn được gương sáng, ham muốn chẳng thể lấn át tinh thần trong. Khi bạn bắt đầu học được cách hài lòng với chính mình, không nghi kỵ hay so đo với bất kỳ ai, bạn sẽ nhận được sự tôn trọng. Bản thân ta trở nên cố gắng nắm giữ điều chi, bởi trên đời này, vạn sự vạn vật đều có thể thay đổi. Hành vi thô tục, đọc sách vô ích, khí ngạo tâm cao, học hành vô ích, anh em bất hòa, kết giao bằng hữu vô ích, bất hiếu với mẹ cha, cúng thờ thần vô ích. Nếu có lòng ham muốn, ta chỉ nhìn được cái xấu xa bên ngoài, ắt không biết được cái đẹp đẽ ở bên trong. Khởi đầu dù tốt đẹp đến đâu cũng chưa chắc có được một đoạn kết tốt đẹp. Khởi đầu dẫu có không tốt đến đâu cũng chưa chắc có một đoạn kết bi thảm. Cốt lõi của việc có được thứ mình muốn trước hết là phải biết cho đi. Một người lúc nào cũng thấy đủ đầy, sung túc, viên mãn, không thiếu thứ gì trong tay thì người đó chắc chắn đã có được thiên hạ. Họa mạc đại vu bất chi túc, cữu mạc đại vu dục đắc, cố chi túc, thường túc hỷ. Họa lớn nhất của đời người là lòng tham vô đáy, hại lớn nhất của đời người là không ngừng thèm khát. Vì vậy, con người ta phải luôn biết cảm thấy đủ. Bản chất của người nói nhiều là người đang lâm vào tình cảnh khốn cùng, chỉ bằng giữ sự hư tĩnh, tâm luôn lắng đọng. Trị nước phải dùng ngay thẳng, dùng binh phải dùng chiến lược mưu kế, muốn có được thiên hạ phải dùng tâm yên ổn. Người biết cúi mình trước hàng vạn người chính là người biết dụng binh. Nên nhớ, hạnh phúc không tự nhiên mà có, bởi đau khổ sinh ra hạnh phúc lại giấu mình trong đau khổ. Người không tự kiểm soát bản thân, trời trêu thay lại muốn kiểm soát người khác. Người đang lu mờ chính mình, trời trêu thay lại đang muốn nổi bật mình. Hãy luôn suy ngẫm, nhìn thấu vào trong tâm khảm của chính mình. Bởi câu trả lời cho mọi vấn đề, bản chất nằm ở trong lòng của chính người đó. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín, lời chân thành không hoa mỹ, lời hoa mỹ không chân thành. Trời dài đất lâu, trời đất vốn dĩ trường tồn vì không sống cho bất kỳ ai. Người không sống vì người khác, ắt sống ở đời nhàn nhã, an yên. Người luôn phạm quy luật là người không làm được bất kỳ việc gì. Người luôn làm việc trái với luân lý thường tình là những người không làm được việc gì dài lâu. Người biết dừng đúng lúc, biết lúc nào là đủ thì sẽ không bị lâm vào tình thế hiểm nguy. Ở đời cần tu nhân tích phúc, xa tay làm điều ác, sớm muộn sẽ gánh quả báo. Nên nhớ, không phải lúc nào cứng cỏi đều thắng. Người biết lấy nhu thắng cương, lúc ương ngạnh, lúc mềm dịu mới có thể tiến xa.
hãy nói những điều cần thiết để nói lời trở nên có sức nặng trong tâm người khác. Người càng nói nhiều, càng không nhận được sự tôn trọng của bất kỳ ai. Người vội vàng tiến lên phía trước, ắt không thể tiến xa. Bản chất của người thành công là người không bận tâm so đo với người khác. Người luôn cảm thấy đủ sẽ luôn thấy sung túc. Biết thế nào là hư tĩnh thì sẽ luôn thấy an yên. Lương tâm bất chính, phong thủy tốt, vô ích. Dâm ác tứ dục, âm đức vô ích. Chiếm của người khác, bố thí vô ích. Người biết chiến thắng bản thân mình sẽ luôn tiến xa. Người mãi so đo với người khác sẽ không bao giờ thấy yên ổn dài lâu. Bản chất của kẻ hay thất hứa là luôn hứa liều, vâng liều. Lời dạy của Trang Tử, giá trị cốt lõi của nhân sinh. Sống ở đời chỉ cần vui vẻ là được. Người luôn làm mình mệt mỏi, bận rộn, cho dù có đạt được một chút danh lợi, địa vị, cũng chỉ thấy hào nhoáng thoáng qua. Cuộc đời của người khác, bạn không cần phải đem lòng ngưỡng mộ. Hãy làm bản thân trở thành kiểu người mà bản thân ngưỡng mộ. Đó mới là chân lý. Cách tốt nhất để chống lại sự cám dỗ chính là không cố gắng tiếp cận nó. Mắt không thấy, tai không nghe, tâm không mong cầu. Phước lành lớn nhất chính là để mọi thứ tự nhiên. Đối với vạn vật, vạn người, biến hóa tới đâu cũng không hề thay đổi, cứ để thuận theo tự nhiên là được. Sống ở đời, ta nhất định phải đi theo con đường của bản thân, tuyệt đối không được đi theo vết chân của người khác. Lý do con người ta đau khổ chính là cám dỗ vật chất. Vượt qua vật chất, sống một cách tự tại, không bị trói buộc bởi những lời của thế giới bên ngoài. Vạn vật quá lớn, vạn sự quá lớn. Con người ta cảm thấy vô dụng, nhưng nào hay biết, vô dụng mới chính là có tác dụng. Người không bao giờ cảm thấy vô dụng, chính là chưa bao giờ có dụng. Nên nhớ, cuộc đời chính là một buổi yến tiệc hoa lệ. Học cách chia sẻ, học cách giao du, học cách đối ngoại mới có thể tự do, tự tại hơn. Trời đất bao la, chỉ có cái chết là giới hạn. Đừng dùng cái giới hạn để chống đối lại với đất trời vô hạn. Khi có một thứ đồ tốt trong tay thì hãy biết trân quý. Chớ bởi những thứ mà người đời coi là có giá trị lại vứt bỏ đi thứ bản thân đang có. Hãy kết giao với những người có đồng quan điểm, có chung tư tưởng với mình. Đừng kết giao với những kẻ thường gay gắt phủ nhận bạn, bởi mối quan hệ đó chẳng có chút lợi ích nào. Người quá coi trọng bản thân sẽ dễ nảy sinh tranh chấp với người đời. Người có tâm thái không giao tranh, cuộc đời ắt bớt tranh giành, con người ắt bớt sinh giận. Gặp gỡ, chia ly, buồn vui, vinh quang, ô nhục, tất cả những điều này không ai có thể khống chế. Hãy để tâm luôn giữ vững bình thản, thoải mái đối mặt với nó. Chớ tự cho mình tài giỏi mà có quyền trên người khác. Bởi như vậy sẽ không ai phục bạn. Người có tài mà tâm khiêm nhường mới có thể khiến người khác khâm phục. Ai oán lớn nhất của đời người là cái chết trong tâm tưởng. Cái chết về thể xác chỉ xếp sau cùng. Nếu một người chỉ có một lớp da nhưng không có suy nghĩ, thì anh ta sẽ trở thành xác sống. Không thể bàn luận về biển cả với con ếch ngồi dưới đáy giếng. Không thể luận bàn về băng tuyết mùa đông với con côn trùng mùa hạ.
một người thích hùa theo tâng bốc trước mặt người khác thì cũng sẽ nói xấu sau lưng người khác. Người không có mưu kế, làm việc gì ắt cũng không thành. Người làm mọi việc mà không có sự chuẩn bị, ắt sẽ thất bại. Tâm hết mực chân thành có thể khiến vảng đá mở ra. Một người nếu không thành thật, ắt khó mà lay động được người khác. Đời người thoạt như bóng câu qua cửa sổ, chỉ như gió thoảng mây bay trong chốc lát. So với đất trời, sinh mệnh đời người chỉ tựa như một cái chớp mắt, chưa kịp cảm nhận thì đã kết thúc rồi. Đời người hữu hạn, tri thức vô hạn. Lấy cái hữu hạn mà theo đuổi cái vô hạn thì thật vô ích. Truy cầu tri thức phải vừa mức thích hợp, nếu không muốn bị chính biển tri thức kia nhấn chìm. Bản chất của người có trái tim chân thành là người tinh tế và thành thật. Bản chất của kẻ có lương tâm giả dối là không được tôn trọng từ bất kỳ ai. Người quân tử kết giao nhạt như nước, kẻ tiểu nhân kết giao ngọt như rượu nếp. Muốn bảo toàn thân thể, tất ăn uống không được quá mức. Muốn nâng cao tri thức, ắt cần phải tu tâm đọc sách. Người thế tục đều thích người ta đứng về phía mình và ghét những kẻ chống lại mình. Ai cũng thích sự tán dương mà ghét việc bị phản đối. Nên nhớ, thuốc đắng thì giã tật, lời thật dù khó nghe nhưng lại có ích. Sóng không đủ lớn thì không đẩy được thuyền. Gió không đủ mạnh thì không giang nổi đôi cánh to. Còn người muốn thành việc đại sự thì buộc phải sống thực tế và tập bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất. Bản chất của người thực sự có tài là kiệm lời. Bản chất của kẻ bất tài vô dụng là kẻ khoe mẽ. Người biết đủ sẽ không bán mạng vì lợi lộc, có mất mát cũng không thấy ân hận. Chỉ có sự chân thành tột bậc mới đủ sức cảm hóa hay khiến cho người ta cảm động. Con người sống giữa đất trời cũng giống như con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, chớp mắt một cái đã xong rồi. Nên nhớ, danh lợi chỉ là những thứ phù phiếm, đời người mới là thứ ngắn ngủi. Lời dạy bất hủ của Tào Tháo, tư tưởng sâu sắc về thành bại ở đời. Chẳng thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Ai bên cạnh cũng có thể trở mặt, hãy luôn nắm thế chủ động, chứ không bao giờ để bản thân bị đâm sau lưng. Người có tính cẩn trọng, có lòng can đảm, dám nghĩ dám làm, ắt có thể thành tựu sự nghiệp. Nam nhi chi lớn nhất định phải có bản lĩnh và can đảm, song chưa sinh hấp tấp mà phải điềm tĩnh suy xét, có vậy mới có thể thành công giành toại. Người không vì mình trời tru đất diệt. Phàm ở đời, chuyện gì cũng nên nghĩ cho mình trước. Nếu mình không nghĩ cho mình, ắt bị người khác tính kế hãm hại. Nên nhớ, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Sống ở đời, tuyệt đối chớ ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng chết vì thất bại nơi xa trường.